có hai lô đất liền kề cùng một diện tích là ngang 5 dài 27m, có mặt tiền đường nhựa lên đến 6m, đất thổ cư 100%, giá chỉ có 610 triệu trên một lô. Mến chào tất cả các anh chị, chào mừng chị đã đến với Bất Động Sản Quang Linh. Hiện tại em có mặt tại ấp 4 xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ vị trí này các anh chị đi thẳng qua rẽ phải 280m sẽ ra tới đường Hòa Hưng, đường Hòa Hội, và đi thêm 1,5km sẽ ra tới đường tỉnh lộ 328. Tại vị trí này em có hai lô đất liền kề cùng một diện tích là ngang 5 dài 27m, đất thổ cư 100%. Giá chính chủ ký gửi là 610 triệu trên một lô. Và đất chúng ta có hướng nam, đất gò cao ráo và trên đất đang trồng điều các chị. Đường trước đất đi đến nhà dân trong này là hết. Đối diện là nhà dân. Đất chúng ta có mặt tiền đường nhựa rộng lên đến 6m. Khu dân cư ban cơ nên tại vị trí này nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Em xác định nền ranh cho các anh chị. Có hai lô đất liên kề cùng một diện tích là ngang 5 dài 27m, đất thổ cư 100% và chủ đang trong quá trình tách sổ các anh chị. Và đây là sơ đồ phân lô. Còn hai lô, lô số 2 và lô số 3. Và trên bản đồ quy hoạch đã có số lô và số thửa đó các chị. Và quy hoạch là đất ở. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Khu dân cư ban cơ nên tại vị trí này nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Cách đường Hòa Hưng Hòa Hội là 280m. Và cách đường tỉnh lộ 328 là 1,6km. Ở đầu đường tỉnh lộ 328, chúng ta có Ủy ban xã Hòa Hưng, siêu thị Bách Hóa Xanh và chợ Hòa Hưng. Nếu chúng ta di chuyển theo đường tỉnh lộ 328 đến vòng xoay Ba Tô là 15km, đến biển Hồ Tràm là 23km nha các anh chị. Và bây giờ em sẽ di chuyển từ vị trí lô đất ra tới đường nhựa Hòa Hưng Hòa Hội để các anh chị có thể hình dung được vị trí lô đất chúng ta. Khu dân cư ban cơ nên tại vị trí này nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Đường xá đang được làm lại, đổ nhựa lại các anh chị. Anh chị thấy là hai lô đất liền kề, diện tích là ngang 5 và 27, đất thổ cư 100%, phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp tại ấp 4 xã Hòa Hưng. Các anh chị hãy gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Với tiêu chí làm việc của Bất Động Sản Quang Linh luôn gửi đến cho các anh chị những gì chi tiết nhất, rõ ràng nhất về sổ, giá, vị trí, quan cảnh thực tế, quy hoạch, tất cả 100% những lô đất mà Bất Động Sản Quang Linh gửi đến cho các anh chị đều kiểm tra quy hoạch. Và trên màn hình là đường nhựa nối giữa xã Hòa Hưng và xã Hòa Hội. Nếu chúng ta rẽ tới trái sẽ đến xã Hòa Hội, tỉnh lộ 329. Còn chúng ta rẽ tới phải 1,5km sẽ ra tới đường tỉnh lộ 328, Ủy ban xã Hòa Hưng, chợ siêu thị Bách Hóa Xanh. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các anh chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo của Bất Động Sản Quang Linh theo số 0986 606 314. Em xin cảm ơn rất nhiều.